cứu tại Mỹ phát hiện nước ép của trái mướp đắng có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tụy. Sự kết hợp tuyệt vời của các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Mướp đắng còn gọi là khổ qua, là loại trái cây có nguồn gốc từ châu Á, châu Phi, vùng Caribe. Nó được sử dụng hàng ngàn năm nay như một phương thuốc dân gian và một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng. Đó là một trong những loại thực phẩm được ưa thích như dưa chuột, dưa hấu chứa nhiều folaten, vitamin A và C, kali. Mướp đắng chứa nhiều chất chống oxy hóa, chứa cả beta carotene và lutein. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng nó là sự kết hợp độc đáo của chất dinh dưỡng giúp chống lại cả ung thư và bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu mới đây nhất của trường đại học Colorado, Mỹ được tiến hành trong ống nghiệm và trong cơ thể động vật cho thấy tác dụng của mướp đắng với sức khỏe. Trong trường hợp này, nghiên cứu có liên quan đến ung thư tuyến tụy. Cả hai loại nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất chiết xuất từ mướp đắng có thể ức chế sự sinh sản của tế bào ung thư. Các nhà khoa học tin rằng nó có thể làm được điều này thông qua việc cắt đứt nguồn cung cấp glucose, nuôi các tế bào ung thư và tiêu diệt chúng. Đây là tin tuyệt vời cho những bệnh nhân bị ung thư tuyến tụy mà thường không được phát hiện cho đến khi nó phát triển. Tỷ lệ sống rất thấp và ít lựa chọn để điều trị. Chỉ riêng ở Mỹ, hàng năm có khoảng 45.000 trường hợp mắc bệnh được phát hiện và 38.000 trường hợp tử vong. Đồng thời, theo một nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu trường Đại học Colorado và Đại học St. Louis, chiết xuất từ mướp đắng có thể ngăn sự phát triển và gây tử vong của các tế bào ung thư vú. Nhà nghiên cứu đã phát hiện ra chiết xuất từ mướp đắng có khả năng điều biến một số đường truyền tín hiệu gây chết tế bào ung thư vú. Do đó, chiết xuất này có thể bổ sung vào chế độ ăn uống để phòng ngừa ung thư vú. Khả năng điều chỉnh glucose và insulin trong cơ thể. Các nhà khoa học tự hỏi nó có hiệu quả bệnh nhân tiểu đường. Đại học Colorado đã nghiên cứu và chứng minh việc mướp đắng có thể điều chỉnh nồng độ insulin. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hóa học và Sinh học, bệnh nhân tiểu đường sử dụng mướp đắng thường xuyên có thể kiểm soát tốt lượng đường trong máu của họ và tăng độ nhạy cho các hoạt động của insulin. Nói cách khác, mướp đắng cho phép cơ thể sử dụng glucose có hiệu quả. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Endocrinological, cũng thấy rằng bệnh nhân tiểu đường dùng khoảng 2.000 ml chiết xuất mướp đắng hàng ngày có thể giúp kiểm soát đường huyết trong máu. Chú ý khi sử dụng, không dùng cho phụ nữ đang trong thời gian mang thai vì nó có thể gây chảy máu âm đạo, tử cung co thắt và sảy thai. Không sử dụng chung với thuốc chống đái tháo đường hoặc insulin vì nó có thể làm giảm lượng đường trong máu xuống thấp ở một mức độ nguy hiểm.